Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mà một số trăng tròn lại được coi là mạnh mẽ và thiêng liêng hơn những trăng tròn khác hay không? Ví dụ như là trăng tròn vào ngày 23 tháng 5 thì được coi là trăng tròn may mắn nhất cho sự phong phú và thịnh vượng. Trăng tròn này được xem là thời điểm khi mà vũ trụ hợp nhất để khuếch đại ý định của chúng ta và rồi thu hút sự giàu có và thành công vào cuộc sống của chúng ta. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về lý do tại sao mà trăng tròn 23 tháng 5 lại đặc biệt và làm thế nào để bạn có thể tận dụng được năng lượng của nó để hiện thực hóa sự phong phú mà bạn mong muốn. Bằng cách hiểu rõ được những phẩm chất độc đáo của trăng này và học các nghi thức và thực hành cụ thể, bạn có thể tận dụng được tối đa thời gian mạnh mẽ này. Vì vậy, hãy ở lại đây cùng với chúng tôi và xem đến hết cuối video, bạn sẽ khám phá được cách để bạn khai thác được năng lượng của trăng tròn may mắn này và rồi thu hút sự giàu có, thành công và thịnh vượng. Trước khi bắt đầu, nếu bạn thích nội dung này kết hợp với những lời khuyên của thực tế vào với trí tuệ của tâm linh, hãy cân nhắc việc đăng ký kênh của chúng tôi, bởi vì Hiểu Về Tâm Trí sẽ thường xuyên chia sẻ với các bạn về các video được thiết kế để giúp bạn sống một cuộc sống phong phú và viên mãn hơn. Giờ đây, hãy cùng khám phá với thế giới kỳ diệu của trăng tròn ngày 23 tháng 5 và tiềm năng tuyệt vời của nó cho sự phong phú và giàu có. Thứ nhất, ý nghĩa chiêm tinh của trăng tròn vào ngày 23 tháng 5. Trăng tròn ngày 23 tháng 5 được coi là rất linh thiêng trong chiêm học, bởi vì vị trí độc đáo của nó trong cung hoàng đạo. Trăng tròn này thường rơi vào cung Nhân Mã. Nó là một cung lửa nổi tiếng với năng lượng mở rộng và lạc quan. Nhân Mã được cai trị bởi sao Mộc, hành tinh của sự may mắn và phong phú. Khi trăng tròn ở Nhân Mã, năng lượng của nó được khuếch đại, làm cho nó trở thành thời điểm lý tưởng để hiện thực hóa sự giàu có và thịnh vượng. Các nhà chiêm tinh thì tin rằng sự liên kết của mặt trăng, mặt trời và các thiên thể khác trong thời điểm này, nó tạo ra một cánh cổng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cánh cổng này cho phép dòng chảy dễ dàng của sự phong phú, năng lượng tích cực vào cuộc sống của chúng ta. Và đây là thời điểm mà khi ý định và mong muốn của chúng ta, nó có nhiều khả năng được hỗ trợ bởi vũ trụ, làm cho nó trở thành khoảnh khắc hoàn hảo để tập trung vào việc hiện thực hóa thành công tài chính và thịnh vượng tổng thể. Năng lượng của trăng tròn Nhân Mã khuyến khích chúng ta là hãy suy nghĩ lớn, nhắm đến những mục tiêu cao cả. Đây là thời điểm để bạn đặt ra những ý định táo bạo và tin tưởng vào khả năng đạt được những điều tuyệt vời của chúng ta. Tinh thần lạc quan và phiêu lưu của Nhân Mã giúp chúng ta vượt qua được những niềm tin hạn chế, tin tưởng vào sự phong phú của vũ trụ. Trăng tròn này mời gọi chúng ta ôm lấy nhà thám hiểm bên trong của chúng ta và chấp nhận những rủi ro có thể mang lại những phần thưởng đáng kể. Ngoài ra, trăng tròn ngày 23 tháng 5 thì nó thường trùng vào các sự kiện chiêm tinh khác, nó tăng cường được sức mạnh của bản thân nó. Lấy ví dụ như, nó có thể liên kết được với các khía cạnh có lợi đối với các hành tinh như là sao Kim, hành tinh của tình yêu, tiền bạc, hoặc là sao Hủy, hành tinh của giao tiếp và thương mại. Nhưng mà những sự liên kết này thì nó có thể tăng cường ảnh hưởng của trăng tròn, làm cho nó trở thành thời điểm cực kỳ mạnh mẽ để thu hút sự phong phú và giàu có. Bằng cách hiểu được ý nghĩa chiêm tinh của trăng tròn vào ngày 23 tháng 5, chúng ta có thể đánh giá cao hơn rằng là tại sao nó được coi là trăng may mắn nhất cho sự phong phú. Nhận thức này cho phép chúng ta điều chỉnh hành động, ý định của chúng ta với các năng lượng hỗ trợ của vũ trụ, tối đa hóa tiềm năng hiện thực hóa sự giàu có và thịnh vượng. Thứ hai, đặt ý định cho sự phong phú. Đặt ra những ý định rõ ràng và tập trung là một bước quan trọng trong việc tận dụng được năng lượng của trăng tròn ngày 23 tháng 5. Trong thời điểm mạnh mẽ này, suy nghĩ và mong muốn của chúng ta được khuếch đại. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải làm rõ ràng về những gì mà chúng ta muốn thu hút vào cuộc sống. Ý định hành động như là một bản đồ chỉ đường cho vũ trụ, hướng dẫn nó đến việc là hoàn thành mong muốn của chúng ta. Vậy nên, để có thể đặt ra được ý định hiệu quả, hãy bắt đầu bằng cách là bạn tìm cho mình một không gian yên tĩnh, nơi bạn có thể tập trung và suy ngẫm mà không bị phân tâm. Hãy hít thở sâu vài lần để lấy lại sự bình tĩnh và làm sạch tâm trí của bạn. Nghĩ về sự phong phú, nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Đó là sự giàu có về tài chính, một sự nghiệp thành công, hoặc có lẽ là một cảm giác viên mãn và hạnh phúc sâu sắc hơn. Hãy cụ thể cái mong muốn của bạn và ghi chúng xuống một cuốn nhật ký. Khi bạn viết ra ý định của mình, hãy sử dụng ngôn ngữ tích cực và khẳng định. Thay vì nói là, tôi không muốn mắc nợ nữa,
thì bạn có thể nói rằng tôi giàu có và tự do về tài chính. Cách diễn đạt tích cực này nó giúp bạn điều chỉnh được năng lượng của bản thân mình với kết quả mà bạn mong muốn. Ngoài ra thì cũng hãy cảm nhận cảm xúc liên quan đến việc là đạt được mục tiêu của bạn. Tưởng tượng về niềm vui, sự nhẹ nhõm và phấn khích khi mà mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Những cảm xúc này nó sẽ giúp bạn thu hút được năng lượng tương ứng từ vũ trụ. Việc bạn tạo ra một tầm nhìn, nó cũng là một công cụ mạnh mẽ để đặt ra ý định. Thu thập được các hình ảnh, trích dẫn hay là những biểu tượng đại diện cho mục tiêu của bạn, đặt chúng trên một tấm bảng mà bạn có thể nhìn thấy nó hàng ngày. Trong thời gian trăng tròn này, việc thực hiện một nghi thức đơn giản để củng cố ý định của bạn, thắp một ngọn nến và rồi thì bạn đọc to ý định mà bạn đã viết trong cuốn sổ của bạn. Hãy cảm nhận sức mạnh của ngôn từ, năng lượng của trăng tròn sẽ hỗ trợ mong muốn cho bạn. Bạn cũng có thể dành thời gian để thiền định, hình dung về ý định của bạn trở thành hiện thực. Hãy thấy là bản thân mình đang sống trong thực tại mà bạn mong muốn và cảm nhận được những cảm xúc liên quan đến nó. Bằng cách đặt ra những ý định rõ ràng và tập trung, bạn điều chỉnh được bản thân mình với năng lượng phong phú của trăng tròn ngày 23 tháng 5. Thực hiện này nó giúp bạn có thể thu hút được sự giàu có và thịnh vượng vào cuộc sống của bạn, được dẫn dắt bởi năng lượng mạnh mẽ của thời gian linh thiêng này. Thứ ba, nghi thức để thực hiện trong ngày trăng tròn. Nghi thức là một trong những thực hành mạnh mẽ giúp bạn gắn kết được ý định và điều chỉnh được năng lượng với các lực lượng hỗ trợ của vũ trụ. Thực hành một nghi lễ trăng tròn vào ngày 23 tháng 5, nó có thể khuếch đại được ý định của bạn về sự phong phú và tạo ra một nền tảng năng lượng mạnh mẽ để hiện thực hóa được mong muốn của bạn. Bằng cách là chuẩn bị không gian cho một nghi thức này, làm sạch khu vực đó bằng cách là bạn xông hơi khói với cây xô thơm hoặc là xịt một ít nước làm sạch để loại bỏ tất cả những năng lượng tiêu cực đang có trong căn phòng đấy. Thiết lập một nơi mà bạn có thể đặt các vật phẩm đại diện cho sự phong phú đối với bạn, chẳng hạn như là tiền xu hoặc là những tinh thể, hoặc là một ngọn nến, hay là một cây lá, hoặc là một ít vàng. Những vật phẩm này đóng vai trò như là biểu tượng cho ý định của bạn và giúp bạn tập trung được năng lượng. Bắt đầu nghi thức bằng cách là ổn định bản thân. Hãy ngồi trong tư thế thoải mái, hít thở sâu vài lần, hình dung rằng là rễ cây thì đang kéo dài từ cơ thể của bạn xuống dưới đất. Sự ổn định này sẽ giúp cho bạn ổn định được năng lượng của bản thân bạn và kết nối nó với những lực lượng từ thiên nhiên. Khi bạn ổn định, hãy thắp nến và tập trung vào ngọn lửa đó để cho ánh sáng của nó làm cho bạn ấm hơn cơ thể, lan tỏa đến với sự tích cực. Tiếp theo, hãy đọc to ý định của bạn khi bạn đã viết xuống cuốn sổ. Cảm nhận về sức mạnh của ngôn từ, năng lượng của trăng tròn đang khuếch đại chúng. Khi bạn nói, hãy hình dung là mong muốn của mình đã trở thành hiện thực, thấy là mình sống trong một cuộc sống mơ ước, đạt được mọi điều mà mình mong muốn, bao quanh bởi sự phong phú và thịnh vượng. Hãy cảm nhận được những cảm xúc của niềm vui, sự biết ơn và sự viên mãn đi kèm với việc là đạt được mục tiêu đó. Sau khi đặt ra ý định, hãy dành vài phút cho việc thiền định trong im lặng, tập trung vào hơi thở, buông bỏ bất cứ một suy nghĩ nào hay sự phân tâm nào. Cho phép bản thân của bạn hiện diện hoàn toàn trong khoảnh khắc này, cảm nhận được năng lượng của trăng tròn đang hỗ trợ ý định của bạn. Việc thiền này sẽ giúp bạn làm sâu và kết nối với bản thân mình, với những mong muốn và những lực lượng mà vũ trụ hỗ trợ chúng. Để kết thúc được nghi lễ này, bạn hãy thể hiện lòng biết ơn đối với sự phong phú đã có trong cuộc sống hiện tại và đối với sự hỗ trợ của vũ trụ trong việc hiện thực hóa mong muốn của bạn. Hãy cảm ơn trăng vì sự hướng dẫn và năng lượng của nó. Sau đó, bạn thổi tắt nến, bạn biết rằng là ý định của bạn đã được đặt ra và đang được năng lượng mạnh mẽ của ngày trăng tròn 23 tháng 5 hỗ trợ cho bạn. Việc thực hiện nghi lễ trăng tròn này giúp bạn củng cố ý định và điều chỉnh năng lượng của bạn với các lực lượng phong phú của vũ trụ. Thực hành này có thể tăng cường khả năng thu hút sự giàu có, thịnh vượng và được hướng dẫn bởi năng lượng hỗ trợ của thời gian thiêng liêng này. Thứ năm, thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một trong những thực hành mạnh mẽ có thể làm tăng cường bất cứ một khả năng hiện thực hóa sự mong muốn nào của bạn. Bằng cách tập trung vào những gì bạn biết ơn, bạn chuyển đổi năng lượng từ sự thiếu thốn sang với sự phong phú, tạo ra một tư duy của sự tích cực, thu hút được nhiều phước lành hơn vào cuộc sống của bạn. Bắt đầu bằng cách là bạn sử dụng một cuốn nhật ký để thể hiện lòng biết ơn của mình. Mỗi ngày, hãy dành vài phút để viết ra những lời biết ơn. Đó có thể là những điều đơn giản, ví dụ như bạn được nhìn ngắm một hoàng hôn đẹp, một cử chỉ tử tế từ một người bạn,
hay là một sự thoải mái đến từ ngôi nhà của bạn. Điều quan trọng là bạn tập trung vào các khía cạnh tích cực trong cuộc sống và cảm nhận, trân trọng, chân thành đối với chúng. Trong thời gian trăng tròn, kết hợp lòng biết ơn vinh nghi thức của bạn, sau khi đặt ra được ý định, hãy dành vài phút để suy ngẫm về sự phong phú đã có trong cuộc sống, viết ra hoặc là nói thật to về những điều bạn biết ơn. Thực hành này sẽ giúp bạn củng cố được tư duy tích cực và thu hút thêm sự phong phú vào cuộc sống của bạn. Thể hiện lòng biết ơn cũng có thể bao gồm việc là bạn thừa nhận sự tiến bộ của bạn, rằng là bạn đã đạt được một điều gì đó đối với mục tiêu của mình, rằng là bạn đã dành thời gian để nhận ra và ăn mừng những thành tựu của bạn dù là nó có nhỏ đến đâu. Sự thừa nhận này sẽ giúp bạn tăng cường được sự tự tin và động lực, làm cho việc duy trì sự tập trung và ý định của bạn trở nên dễ dàng hơn. Lòng biết ơn cũng có thể được thực hành thông qua việc là bạn hành động tử tế và rộng lượng. Việc bạn chia sẻ sự phong phú của bạn đối với người khác bằng cách là bạn giúp đỡ những người mà cần bạn, tình nguyện dành thời gian hoặc đơn giản là đưa ra những lời tử tế đối với một ai đó. Những hành động tử tế này sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, thu hút được nhiều năng lượng tích cực hơn vào với cuộc sống của bạn. Bằng cách liên tục thực hành lòng biết ơn, tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để thu hút sự phong phú. Lòng biết ơn giúp cho bạn điều chỉnh được năng lượng với các lực lượng tích cực của vũ trụ, làm cho việc hiện thực hóa mong muốn của bạn trở nên dễ dàng hơn. Việc ôm lấy thực hành này vào ngày trăng tròn 23 tháng 5 và hãy chứng kiến cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú và viên mãn hơn. Tiếp theo, tin tưởng vào quá trình và duy trì sự tích cực. Tin tưởng vào quá trình là một khía cạnh thiết yếu của bất kỳ một thực hành hiện thực hóa nào. Nó liên quan đến việc là có niềm tin rằng ý định của bạn sẽ được hiện thực hóa theo cách đúng vào thời điểm mà nó phù hợp nhất. Thời gian trăng tròn 23 tháng 5, điều quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ, duy trì tích cực khi bạn làm việc hướng tới mục tiêu của mình. Việc bạn tin tưởng vào quá trình có nghĩa là bạn buông bỏ đi bất kỳ một sự nghi ngờ hoặc là sự sợ hãi nào có thể xảy ra. Điều tự nhiên là hãy tự hỏi rằng liệu là nỗ lực của bạn có hiệu quả hay không? Nhưng mà điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng hiện thực hóa không phải lúc nào cũng là một quá trình tức thì. Hãy tin rằng vũ trụ đang sắp xếp mọi thứ để nó có lợi cho bạn, rằng là mong muốn của bạn sẽ được hiện thực hóa vào đúng thời điểm. Duy trì tích cực là điều rất quan trọng để duy trì được rung động cao và thu hút sự phong phú. Tập trung vào các khía cạnh tích cực trong cuộc sống, thực hiện lòng biết ơn thường xuyên. Bằng cách duy trì tư duy tích cực, bạn điều chỉnh năng lượng của mình với những lực lượng phong phú của vũ trụ và tạo ra một môi trường màu mỡ để ý định của bạn được hiện thực hóa. Khi gặp phải thách thức hoặc trở ngại, hãy coi chúng như là cơ hội để phát triển và học hỏi. Hãy tin rằng những trải nghiệm này là một phần trong hành trình của bạn, rằng là chúng đang hướng dẫn bạn đến với kết quả mà bạn mong muốn. Hãy cam kết với ý định của bạn, tiếp tục tiến lên với sự tự tin và quyết tâm. Việc bạn thường xuyên khẳng định niềm tin vào bản thân mình, vào khả năng hiện thực hóa mong muốn, sử dụng những khẳng định tích cực, nó có thể giúp bạn củng cố được ý định và tăng cường sự tự tin của bản thân mình. Ví dụ như, hãy nói với bản thân mình rằng, tôi xứng đáng với sự phong phú và thành công. Vũ trụ đang hỗ trợ mục tiêu của tôi. Hãy comment xuống phần bình luận. Tôi xứng đáng với sự phong phú và thành công. Vũ trụ đang hỗ trợ mục tiêu của tôi. Những khẳng định này sẽ giúp bạn giữ được năng lượng của bạn phù hợp với mong muốn của bạn. Bằng cách tin tưởng vào quá trình và duy trì tích cực, bạn tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để hiện thực hóa sự phong phú. Năng lượng của trăng tròn 23 tháng 5, nó hỗ trợ ý định của bạn và duy trì niềm tin, sự tích cực, bạn tăng cường được khả năng thu hút sự giàu có và thịnh vượng vào cuộc sống. Thứ 6, thiền định dưới ánh trăng tròn. Thiền định là một thực hành mạnh mẽ để có thể giúp bạn điều chỉnh với năng lượng của trăng tròn và tăng cường khả năng hiện thực hóa sự phong phú. Việc thiền định dưới ánh trăng tròn 23 tháng 5, nó có thể khuếch đại được ý định và kết nối bạn với các năng lượng hỗ trợ của vũ trụ. Để bắt đầu, bạn hãy tìm một không gian yên tĩnh và thoải mái ở ngoài trời, nơi bạn có thể nhìn thấy ánh trăng tròn. Nếu mà không thể ra ngoài thì bạn có thể chọn một chỗ mà gần cửa sổ, nơi bạn có thể nhìn được thấy ánh trăng đó. Hãy ngồi thoải mái, hít thở vài lần thật sâu để lấy lại được sự bình tĩnh. Nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, cho phép tâm trí của bạn và cơ thể của bạn được thư giãn.
Hãy hình dung là dưới ánh trăng tròn được bao trùm lấy bạn, lấp đầy bạn bằng năng lượng mạnh mẽ của nó. Hãy tưởng tượng là ánh sáng này làm sạch bạn khỏi bất kỳ một suy nghĩ tiêu cực hoặc là tắc nghẽn nào. Thay vào đó là những năng lượng tích cực và sự rõ ràng. Cảm nhận được sự kết nối của bạn với trăng và bạn biết rằng năng lượng đó đang hỗ trợ cho ý định của bạn. Khi bạn thiền định, hãy tập trung vào ý định về sự phong phú. Hình dung về kết quả mong muốn như thể là chúng đã đạt được rồi. Hãy cảm thấy là mình đang sống trong một cuộc sống phong phú và thành công. Hãy cảm nhận được những cảm xúc liên quan đến thực tế này. Sự hình dung càng sống động và chi tiết thì nó tác động càng nhiều lên tiềm thức của bạn càng mạnh mẽ. Hãy kết hợp với câu thần chú sau đây. Tôi phong phú. Sự phong phú đến với tôi dễ dàng. Tôi sẵn sàng nhận được sự thịnh vượng. Tôi phong phú. Sự giàu có đến với tôi dễ dàng. Tôi sẵn sàng nhận được sự thịnh vượng. Những câu khẳng định này giúp bạn củng cố được ý định và điều chỉnh năng lượng của bạn với mục tiêu của mình. Hãy cảm nhận sự thật của những lời tuyên bố này khi bạn nói chúng. Hãy cho phép chúng được cộng hưởng sâu sắc trong bạn. Sau đó thì bạn dành thời gian từ 15 đến 20 phút trong trạng thái thiền định này. Hãy hoàn toàn đắm chìm trong trải nghiệm. Khi bạn sẵn sàng kết thúc, hãy từ từ đưa ý định và chú ý trở lại với môi trường xung quanh. Hãy dành vài phút để thể hiện lòng biết ơn đối với năng lượng của trăng tròn và sự hỗ trợ của vũ trụ này. Bằng cách bạn thiền định dưới ánh trăng tròn, bạn có thể làm sâu sắc thêm việc kết nối với năng lượng của nó và tăng cường được khả năng hiện thực hóa sự phong phú. Thực hành này giúp bạn điều chỉnh được ý định với các năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ, làm cho việc thu hút, thịnh vượng, giàu có vào với cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Thứ bảy, tạo nghi thức nước trăng tròn. Một nghi thức nước trăng tròn là một thực hành đơn giản nhưng mạnh mẽ. Nó có thể giúp bạn tận dụng được năng lượng của ngày 23 tháng 5 cho sự phong phú. Nước là một chất dẫn tự nhiên của năng lượng. Khi mà nó được nạp dưới ánh trăng tròn, nó có thể khuếch đại được ý định và hỗ trợ được hiện thực hóa giấc mơ của bạn. Hãy để nước nạp năng lượng dưới ánh trăng tròn ít nhất là vài giờ hoặc là qua đêm nếu có thể. Khi mà ánh trăng thấm vào nước, bạn có thể sử dụng việc như sau. Hãy dùng một bát nước trong, đổ vào trong một cái cốc. Hãy đặt nó ở bên cạnh cửa sổ, nơi mà nó được tiếp xúc trực tiếp với ánh trăng tròn. Khi bạn đặt nước vào vị trí đó, hãy dành một chút thời gian để đặt ý định của mình về sự phong phú khi bạn đặt nước. Nói to hoặc là im lặng về những mong muốn của bạn. Mục tiêu là bạn sẽ truyền năng lượng cho nước về ý định của bạn. Khi mà ánh trăng thấm vào nước, nó hấp thụ năng lượng mạnh mẽ của trăng tròn, tăng cường khả năng hỗ trợ ý định. Vào sáng ngày hôm sau, hãy lấy nước và sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ của bạn. Bạn có thể uống nước để nạp năng lượng. Hãy hình dung là nó lấp đầy bạn bởi sự phong phú và thịnh vượng khi bạn uống nó. Bạn cũng có thể sử dụng nước đó để làm sạch không gian hoặc là các vật dụng cá nhân để tạo ra một môi trường có thể hỗ trợ được ý định của bạn. Bằng cách tạo nghi thức nước trăng tròn này, bạn có thể tận dụng được năng lượng trăng tròn ngày 23 tháng 5 một cách cụ thể và mạnh mẽ. Thực hiện này giúp khuếch đại ý định của bạn và điều chỉnh năng lượng của bạn với các lực lượng phong phú của vũ trụ, hỗ trợ việc nỗ lực hiện thực hóa sự giàu có và thịnh vượng. Cảm ơn bạn vì đã xem đến đây. Và nếu như bạn yêu thích về nội dung này, bạn cảm thấy nó hữu ích, đừng quên là đăng ký kênh để chúng tôi có thể trao đến bạn những nội dung hữu ích tiếp theo. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành.